Ngày 15 tháng 11, đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mộc Châu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của huyện Mộc Châu, trong thời gian qua huyện luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch đến hết năm 2021 và các phương án theo các cấp độ dịch bệnh. Kiện toàn tổ COVID cộng đồng trên địa bàn 15 xã thị trấn, duy trì hoạt động của một khu cách ly tập trung. Phối hợp với ban chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đưa vào hoạt động 13 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn các xã thị trấn, 183 điểm cách ly tại bản tiểu khu. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung cao cho công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Kết quả có trên 14.000 phương tiện được kiểm soát với gần 4.000 người. Công tác tiêm chủng vaccine được triển khai đúng quy định. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 năm 2021 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tráng Thị Xuân đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của huyện Mộc Châu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Mộc Châu cần tiếp tục tập trung cao trong công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của tổ COVID cộng đồng, tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương truy kích, nắm chắc đầy đủ số công dân thuộc địa bàn quản lý đang làm việc sinh sống ngoài địa bàn để kịp thời triển khai các nội dung liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine.